Bài bảy ở đây thì mình sẽ tìm hiểu các kiến thức về những dạng của bot, định nghĩa position, định nghĩa shadow element, các kỹ năng trong kỹ năng của về cái dạng của bot thì trong CSS các element chia làm ba loại bot là inline block và inline block. Inline block có nghĩa là kết hợp cả hai cái này lại đó, được quy định bởi cái thuộc tính là play. Về các block thì có thể đặt thuộc tính chiều cao và chiều rộng cho nó. Nó sẽ bắt đầu một cái dòng mới luôn. Còn cái inline là không thể đặt thuộc tính chiều rộng và chiều dài cho nó chỉ chiếm đủ cái không gian cần thiết để nó hiển thị thôi. Và inline block là tính chất giống inline, là nó chỉ chiếm đủ không gian nó cần thôi. Nhưng mà nó có thể đặt thuộc tính cao rộng. Em sẽ demo thử nhé. Ví dụ ở đây đi, đây cũng cái thẻ con này ABC đi. Nhé. Đầu từ thẻ đít này mọi người sẽ thấy này, cái này một có một cái gọi là block này, cái dạng của nó là block này. Khi mà mình thêm một cái thẻ đít khác nữa, mọi người sẽ thấy nó sẽ xuống dòng đúng không? Nó sẽ không ở trên này, nó sẽ không được, nó sẽ không tiếp tục ở đây này, mà nó sẽ xuống dòng mới. Là cái block này là cái thuộc tính của nó là nó chiếm hết luôn, nó chiếm hết một cái dòng này luôn. Mà mình có thể đặt cho nó này, mình đặt có thể đặt cho nó một cái thuộc tính, mình có thể đặt cái chiều cao cho nó, cái chiều rộng cho nó. Thì ví dụ như là pixel này 20 pixel, chiều cao là 25 pixel. Mười thì nó nhỏ quá. Mọi người thấy là mình có thể đặt cho nó này, cái chiều rộng của nó chỉ có 200 thôi này. Mặc dù nó không có chiếm hết nhưng mà nó vẫn chiếm hết cái phần cái chiều chiều ngang của mình luôn. Là cái thuộc tính block là nó không có cho cái ai cho không có cho cái gì đè lên nó hết á. Là block, đó mình có thể là chiều rộng cho nó là 200 pixel. Mình có thể đặt chiều ngang sang chiều dọc cho nó nữa đó, mọi người thấy đó, mình có thể đặt cho nó này 200 400. Mình muốn cái chiều mình muốn kèm vô cái bật cái đít này là mình dùng thẻ span nha mọi người. Thẻ span là một thẻ inline. Mọi người thấy mình có thể kèm vô này thẻ P cũng là thẻ on inline. Còn thẻ inline là thẻ nào? Thẻ inline là thẻ A. Với cả thẻ A. Mọi người thấy là nó chỉ cái thẻ inline á, cái inline nó chỉ có chiếm đủ cái không gian cần thiết của nó này, không có chiếm hơn. Kích thước content của nó chỉ có từ nó thôi, còn mình có chỉ có bằng cái nội dung thôi, nó không có lớn, vậy nó cũng không có chiếm hết cái dòng thuộc tính inline. Cái span cũng là thuộc tính inline. Đó, mọi người sẽ thấy nó cùng trên một dòng luôn, nó không có đẩy nhau xuống. Nhưng ở đây em chỉ cần kiểu kèm vô một cái thẻ div ở dưới đi, mọi người sẽ thấy nó đẩy xuống liền, nó không có cho ở cùng hàng nữa. Tại vì cái thẻ div, cái cơ bản của nó là display của nó là block, là nó chiếm hết luôn. Mình có thể
chỉnh lại cái hình dạng của nó nha mọi người. Có thể làm lại, có thể cài đặt lại bằng cách đây là mọi người để nha, cái thể disk của nó này là nó là một cái dạng box block là nó chặn luôn, còn ở đây mình có thể đặt cho nó này là bốn là cái class của nó, mình đổ nó thành inline để cho nó cái thuộc tính nó thành giống như thẻ A với thẻ spam đó, thì nó sẽ thành cái thuộc tính nó luôn. Còn như ở đây là thẻ A em đặt cho nó là thành cái display là block là có cái thuộc tính giống như là div, nó chiếm hết cái toàn bộ dòng thì nó sẽ trở thành cái đó. Đó, mọi người sẽ thấy nó rộng lên luôn. Thẻ inline thì mình sẽ không thể nào đặt cái chiều dọc với chiều ngang cho nó nha, cũng như đấy là thẻ div em có thể đặt đúng không, còn thẻ inline mọi người sẽ thấy là nó sẽ không có thay đổi gì đâu, bởi vì thuộc tính của nó là không có thay đổi, không có đặt được cái chiều rộng với lại chiều dài. Thẻ inline đó thuộc tính của nó, khi mà mình muốn đặt được á là mình phải đổ nó thành inline block, là sự kết hợp giữa inline và block, là nó vừa chiếm đủ cái không gian nó cần, mình cũng có thể đặt cái chiều rộng chiều dài cho nó nữa. Mọi người sẽ thấy đó, nó chiếm đủ không gian nó cần nhưng mà mình cũng có thể đặt cho nó này 100% luôn, đó là inline block. Thường thì mọi người hay sử dụng nó là chuyển cái display này thành inline block cho dễ làm bài nha. Cái dạng boss này có ai có câu hỏi gì không ạ? Block block mình cũng có thể đổi từ inline sang block này, từ block sang inline, à, từ block sang inline chưa test inline đây, thường là mình mọi người chuyển sang inline block để dễ lạnh luôn nha, không cần đổi sang inline hay là block rồi, cứ đổi qua cái thuộc tính chung nó là nó kết hợp giữa hai cái luôn. Có một cái nữa là thẻ inline, em chưa test nó đi, thẻ inline thì sẽ không phát đến margin được, em nhớ nhầm, nó chỉ không cài đặt thuộc tính chiều rộng với chiều dài nó được thôi, vẫn phát đến margin được. Display nha, mọi người nhớ là display nha, inline block có mình đặt cái chỉ cần cho nó cũng được. Cái nội dung tiếp theo là position. Position là một trong những cái thuộc tính để cho mình thiết kế layout cơ bản, dùng để căn chỉnh cái này với lại cái khác, căn chỉnh giữa cái element này với element khác. Em sẽ ví dụ cho mọi người như là cái bài nãy mình làm ở bài lab. Đây là cái bài lab nha, em sẽ demo cái position cho mọi người dễ hiểu hơn là mình nói bằng lý thuyết. Ví dụ như ở cái ảnh này nha, em muốn cái ảnh ở đây là đang ở đầu, em muốn nó cố định ở cái phần này luôn, là nó có phải là đây là cái content đây ạ, à. Cái ảnh nó đang ở trong content là nó đang ở đầu, em muốn cái ảnh của mình ở phía dưới, cái này này nó cố định ở góc góc trái luôn, khi mình tăng chỉnh gì thì nó sẽ có thay đổi luôn.
thì em sẽ dùng cái thuộc tính là position để cố định một cái vị trí của cái element này so với cái element khác, là em đang cố định cái vị trí của cái ảnh này với lại cái content. Để bắt đầu position thì mọi người đây, đây nhá, ở đây là có một cái ảnh của em là class là img nhá. Mà cái lớp che của nó là lớp gì ạ? Lớp che của nó là lớp content. Thì mọi người phải để ý cái lớp che với lại cái lớp con nha. Là cái ở ngoài cùng ấy ạ. Cũng như ở đây này, shipper, cái lớp che nó là lớp content chứ không phải là cái lớp trước nó. Là lớp từ cái thẻ ngoài cùng của nó đây ạ. Đó. Còn lớp content này là che của nó là container này. Là để cố định, em để muốn để cố định nó với lại cái cố định của cái thẻ của cái ảnh và cái lớp content cũng được, là cố định từ cái ảnh này với lại cái container cũng được. Ví dụ là lớp content nha, là lớp container đi cho mọi người dễ hình dung hơn. Lớp container là sao? Lớp container là phủ hết cái này luôn. Thì đầu tiên ở cái lớp container em sẽ nói một cái là position related, có nghĩa là xác định cho nó là đây là cái lớp che này đó, là cái lớp ảnh này em position nó. Nhưng mà cái absolute nó là sao? Có nghĩa nó sẽ hiểu là cái absolute này là con của cái related này, cần nhất nó. Ở đây em đặt cái này không có đi. Ví dụ em ở đây có cái content của em cũng là position đi, position related, thì nó sẽ hiểu là cái này là con của cái này nha, nó sẽ dựa trên cái gần nhất nha. Nhưng mà mình đặt thuộc tính nó chứ không phải là ở ngoài. Ở đây nó sẽ là kiểu so với lại cái content này chứ không phải là lớp container. Tại vì ở đây mình có đặt cái ở content là có cái lớp kèm nó rồi. Ở đây em xóa đi này, sẽ hiểu là của cái lớp container. Đây container. Để xác định vị trí của nó thì gồm led, right, bottom và top. Đầu tiên ở cái thẻ img này mình cho nó top bằng 0 đi. Vì sao ạ? Thì là nó sẽ lên cùng với cái container luôn, sẽ lên cùng với lớp che luôn. Đó, nó sẽ ở cùng với lại cái top đấy ạ. Cái lớp này đây, đó là container. Mọi thấy đó, nó trên cùng luôn. Là nó sát trên cùng luôn là top bằng 0. Khi giả sử top mình là 20 đi, thì nó sẽ là cái khoảng cách giữa cái ảnh này với lại cái này sẽ là 20. Em muốn ở dưới đi, như em nói là em muốn cái ảnh nó ở dưới góc trái này, là bất tầm này, bất tầm phong này, cái chỗ thẳng này, bên trái này không luôn, đó, nó sẽ sát bên trái luôn. Còn phải, bên phải thì cũng vậy rồi, phải là ở dưới này. Đó, nó so với lớp che của nó, lớp che nó ở đây là lớp container này. Còn khi mà mình đặt content thì nó chỉ có ở góc này thôi, chỉ có ở góc này thôi. Làm cho mọi người đặt cho nó một cái position này, thì lên chỉ tiền đó. Các bạn sẽ thấy này, đó nó chỉ có lớp che gần nhất của nó, nó so sánh với lớp che gần nhất của nó chứ không phải so sánh với lại cái ngoài cùng. Đó, đây thầy thẻ có cái thuộc tính là position absolute này, nhưng mà cái thẻ ngoài của nó, thẻ gần nhất của nó là thẻ content, cũng có cái thuộc tính position related luôn, thì nó sẽ chọn cho nó. Đó, đây nó sẽ là đang cái bớt không, bên phải không này. Còn mình muốn nó ra ngoài thì sao? Mình đổi thành số âm. Giống như đây 10 trừ 1 tiếp theo đây. Đó, nó sẽ chỉnh xuống này. Nó sẽ chỉnh xuống so với cái lớp che của nó. Lớp che của nó chỉ có vậy thôi, nhưng mà khi mình trừ 10 pixel ở cái bớt thì nó sẽ thỏ xuống 10 cái pixel. Cái đây là 10 cái pixel đây ạ. Còn muốn qua bên thò ra bên phải 10, thò ra 20 đi, 30 luôn. Còn nó sẽ thò ra hết, nó sẽ đè lên hết luôn á. Đó gọi là cố định vị trí. Khi em cố định như vậy nha, là em đang làm lớp content này. Ví dụ như ở cái lớp content này thì cho nó rộng hơn đi. Đó, em cho nó nhỏ đi,
thì nó cũng chỉ có cố định theo cái đó thôi, nó không có phải nãy thì nó ở đây, mà khi mình thu nhỏ cái lớp content của mình đi thì nó sẽ cố định theo cái lớp content của mình luôn. Mọi người thấy không ạ? Đó là không cái gì, là nó chỉ có bằng cái, nó tính theo cái kích thước của cái lớp da mà có cái thuộc tính position related đó. Mọi người sẽ thấy này, em đặt cái lớp content còn 400 pixel thôi, 300 400, nó sẽ ở góc bên phải ở dưới cùng, nó sẽ không còn phải ở bên này nữa mà nó đi theo cái lớp da của nó luôn. Còn muốn ở góc bên phải thì là top không, like không. Mình cũng phải đặt giá trị vào nha, 40. Cái thằng thẻ cha nó là absolute, thì thằng con gần nhất nó có lấy nó làm gốc tọa độ hay nó lấy không, nó lấy cái thằng mà có cái thẻ là relative thôi nha bạn. Ví dụ như là ở đây đi, cái thằng prime này đi, nó cũng có là absolute mà thằng này cũng absolute, thì nó chỉ có tìm những cái thằng mà có cái position related gần nhất đó thôi. Ví dụ như là thằng content có cái thuộc tính nó đi, thằng này có absolute, thằng này có absolute thì nó sẽ lấy cái thằng này, nó sẽ lấy cái thằng content này. Mà thằng content này không có thì nó sẽ lấy cái thằng container nếu mà nó có. Còn buộc cái này buộc phải có nha, buộc phải có cái thuộc tính related với lại absolute nha. Nếu mà không có thuộc tính related absolute thì không làm được đâu ạ. Nó không thể nào lấy chính nó được, nó lấy cái thằng mà có thuộc tính related thôi. Làm khi mà mình muốn cố định là mình phải có cái này, phải có thằng cha có cái này, có thằng con thì nó có cái này. Em demo đi, đây nó có thằng này đấy, file này, cái chip ăn nó. Thằng này nó cũng vậy, đó, thằng này nó chỉ dựa vào cái thằng gần nhất đây này, thằng cầm tay này. Đó, mọi người thấy nó dựa vào thằng content này. Mà thằng content này mà không có cái lớp kè này, position related đó, thì nó sẽ lấy đến thằng thằng kè nó lớn hơn, thằng container. Đó, mọi người thấy thật. Mà thằng container mà không có nữa, nó lấy luôn cả cái thằng này luôn, lấy luôn cả cái thằng body luôn. Vậy là em xong cái đến cái phần position ạ. Hướng dẫn học bài 7 thì mình bắt đầu luôn. Ở những bài học trước thì mình đã tìm hiểu về table classes, và một quan trọng là trạng thái cụ thể. Ví dụ như là mình dùng cái dấu chấm này, first try là chọn cái đầu tiên ở phần tử mà lúc mà mình chọn tới. Nó giống như là nó thêm một cái class thôi cho nó đỡ thừa. Thì bài học hôm nay mình sẽ là học về table element. Nó cũng hoạt động theo cách tương tự giống như là class, nhưng mà nó sẽ thêm hai dấu chấm. Ở đây em có chuẩn bị sẵn một cái file HTML. Table element có nghĩa mọi người có thể hiểu hôm nay giống như là mình thêm một cái phần tử HTML để xuất hiện ở trên cái màn ảnh này, mà mình không cần phải thêm một cái thẻ ở trong cái file HTML này. Em sẽ ví dụ như này, ở đây là em có một cái list có class là boss, nên em có thể thấy cơ đơn giản. Ví dụ như đây là em sẽ thêm một cái, thêm một cái element giả là học về chơi đồ cực element đấy ạ. Đó, thế mình sẽ đây này chọn cái đó, có hai dấu chấm, một cái là actor. Ví dụ đây là content đi, là cái nội dung. Đây là cái bắt buộc phải có khi mình sử dụng cái element giả này. Nếu mà không có gì thì mình để trống, nhưng mà buộc phải có nha. Buộc phải có cái content này ở trong cái đống ngoặc này bỏ trống cũng được. Và sau đó đến cái display. Display có nghĩa là
Tụi em nói có ba dạng là block inline với lại block inline á. Là cái cơ bản của cái deep làm cái trình duyệt là nó đã có thuộc tính là block sẵn rồi. Còn các element này khi mình tạo thì nó không có thuộc tính. Mình muốn có cái thuộc tính giống như thẻ deep thì mình phải thêm cho nó vào display block. Thì ví dụ là đây là có đặt cho nó kích thước luôn. Đây là mình tiếp theo. Mình chọn một cái background color cho mọi người dễ nhìn. Đó, khi em lưu lại mọi người sẽ thấy đó. Trong cái phần tử boss này nè. Sẽ tạo ra một cái mà mình vừa tạo là cái element rẻ đó, after. Đó mọi người vô mọi người ấn vào sẽ thấy cái cục này. Nó sẽ là boss 2.2. after. Nó sẽ có cái thuộc tính cho mình luôn, mình có thể CSS cho nó nha. CSS ở đây luôn này. Ví dụ như ở đây là bình thường là em không có content đúng không? Cái này hai cái là bắt buộc phải có. Khi mình sử dụng element rẻ đấy ạ. Ví dụ là hello. Đó, nó sẽ xuất hiện đây. Cũng có thể đặt cái color cho nó luôn. Đó, mọi người sẽ thấy là nó được CSS luôn nhá. Cố gắng nữa lại. Before nghĩa là ở phía sau. Em có thể tắt đêm margin cho nó luôn nha. Có thể cho đêm margin bớt rồi. Before mới đến after, after là phía sau, before là phía trước. Mình bắt tin cho nó, margin cho nó. Margin button. Mọi người thấy mình có thể tắt đi được, margin được gì được. Cái trên cái này nhá, trên cái element rẻ của mình á. Mọi người cũng sẽ chú ý nữa là ở cái element rẻ này á. Mỗi một cái element rẻ này chỉ được một before và một after thôi. Chứ không thể là tạo được hai cái after như vậy. Đó mọi người thấy là sẽ không chạy. Thì lấy cái gần nhất thôi. Đó. Cái này nó sẽ bỏ qua này, nó sẽ lấy cái gần nhất này. Cái này là về element rẻ. Thay đổi element. Đó là before và after. Đó, sẽ nói con cho mọi người về cái first letter, first line và letter. Đây ạ, về cái first letter này có nghĩa là giống như mọi người hồi xưa hay đọc mấy tờ báo ấy, nó hay cái tiêu đề nó hay có cái chữ to to ở đầu này. Nên nó bình thường hết đi. Đó. Giả sử giờ em có thể H1. Em sẽ tạo cho nó một cái element để first letter. Cho em to lên, font size 44 pixel. Đó là một cái màu khác luôn. Đó, khi mình dùng, đó, mọi người sẽ thấy này. Khi mình dùng tạo một cái lớp cái element rẻ thì cái font vector này thì cái đầu tiên của cái element nó sẽ to lên. Có thể mình sẽ xiết đấy, trong cái ký tức đầu tiên nhá. Còn về cái first line thì nghĩa là cái dòng đầu tiên. Còn cái thẻ H1 này em ví dụ nữa là em cho nó một cái thẻ H1 khác. Không, em xuống dòng đi. Khi mình muốn xuống dòng ở trong một cái thẻ là mình dùng cái cặp thẻ R nữa nha. Đó là nó sẽ tự động xuống dòng. Đấy, thứ hai. Đó, mọi người sẽ thấy nó sẽ xuống dòng. Khi mình muốn dùng cái element mà element giả là first line này. Đó, nó sẽ lấy cái dòng đầu tiên. Đó, mọi người sẽ thấy. Sẽ chọn cái dòng đầu tiên của cái thẻ đó. Còn về cái selection này là mọi người thấy đây, khi mình là bôi đen đúng không ạ? Là nó sẽ có màu trắng, đó là cái kiểu mặc định. Khi mà mình ví dụ là
trắng. Thì bôi đen, chất sần có nghĩa là bôi đen đấy. Bôi đen là nó sẽ như này ấy. Thì ở đây ta có một cái mắt là loài. Mọi người sẽ thấy khi mình bôi đen mấy cái mà không sử dụng section, selection này. Rồi khi mình sử dụng selection. Đó là section, nghĩa là selection, nghĩa là bôi đen. Bôi đen cái có một cái nữa là khi mà mình bỏ cái này này nó sẽ mặc định kiểu là tất cả các trong cái thẻ HTML của mình luôn, tất cả luôn sẽ tự hiểu tất cả được cái nào luôn. Thì cái về bài xe đồ element này còn ai có câu hỏi không ạ? Nếu mà không có thì qua đây các tính năng quan trọng. Tính năng quan trọng thì có search Google. Mọi người khi mọi người không biết cái gì thì mọi người search cái thôi. CSS. Tìm nhau. Hay mọi người muốn tìm cái gì? Mọi người search bằng cây buộc ấy. Cái này cũng hay lưu điện nhỉ. Đó, mọi người quay tìm. Cho mình cái đó. Facebook. Facebook này thì mình dùng cách 1.2 này. Em làm lát 7.5 luôn nha mọi người. Mọi người làm lát 7.5 em. Đây là cái lát mà bữa hôm qua mình mới làm. Đấy. Thì mình thực hành lát này nhé mọi người. Ở đây là người ta yêu cầu mình sẽ tạo thêm một cái element giả tạo ở đây. Và tạo thêm mấy cái hộp này. Đầu tiên thì mình sẽ tạo một cái lớp giả ở đây. Mình sẽ chọn là thẻ head nha. Mình sẽ element ở cái thẻ này. Thẻ head này. Đâu rồi? Là đây. Cái tiêu đề. Chúng head. Ở đây là phần head đi. Head. Đặt thì tạo một cái ở trước nó là before. Đầu tiên là phần tên đó. Phần tên là không có gì. Phần tên là theme. Tại vì ở đây là theme. Inline. Mọi người dùng inline block nha. Để sai. Mọi người sẽ thấy có chữ theo đó. Đây. Thì mình cố định nó luôn đi. Là dùng cái absolute mà bữa hôm qua em mới nói mọi người đó. Ở đây mình ép. Ở đầu nó thì ở đây là container. Container nó sẽ là cái từ kiểm tra. Nhờ đây là cái container có position related cho nó. Đây là cái position absolute. Mình thấy mình sẽ thấy là nó sẽ cố định vị trí ở đây tạo thành không đi thế thì là không trước tiên mình nhận đó mình sẽ thấy nó mọi người sẽ thấy nó có cái góc này luôn so với container nó chọn cái container là gốc và độ. Là sẽ có một cái background color gì background color cái gì color cái background color ok ok
cái hộp của mình đây. Đó nó hơi kích thước đi. Nó hơi kích thước. Mình sẽ ra được cái hộp này nhé. Thì mình sẽ cố định vị trí cho nó này. Thế nên mọi người muốn nó tụt lên thì mình sẽ trừ đi. Đây em trừ 30 tiếp theo. Khi mình trừ nó hơi lớn, mình sẽ cố lại trừ 10. Nó tụt vào bên trái thì cũng là trừ luôn. Nó một trung tâm là sát cho nó đẹp hơn, cho nó khoảng cách giữa cái content với lại cái viền này chiều trên xuống và tiếp theo. Mình đọc nó lên, con quay đâu là cho nó lớn hơn, nó là tiếp từ ngoài hết. Ok đó, mình thấy là nó sẽ giống như bài rồi. Là mình xong phần này ha. Ở đây người ta kêu là mình tạo 6 cái hộp này ở dưới cái link là đây. Cái link này. Cái link này. Mình sẽ tạo một cái nick cho nó là trong cái nick này mình sẽ tạo cho nó mấy cái mấy màu ta. 6 màu, mình sẽ tặng 6 cái thẻ y. Con này mình lát cho nó thôi. Mình qua CSS mình tạo cái khổ cho nó đó. Nó một cái màu mặc định ở đây đi. Tạo cái kích thước. Đây nữa nha. Muốn kiểu mấy cái đó nó không có lấn đè nhau xuống thì mình chuyển sang nó thành inline block nha mọi người. Đây. Đây. Thì nó có một cái này. Đây là mấy cái luôn. Mọi người sẽ thấy nó có 6 cái ở đây. Mình marking cho nó. Mình lại đi nó tầm 10 tiếp theo. Rồi đây. Xong mình bắt đầu tiết đấy cho từng cái màu. 6 cái màu. Mình nó là cái tắt leo. Lấy tắt leo.
Mình lấy từng cái màu thôi ạ. Màu thì mình cứ lấy ở trên cái là mình hoàn thành bài led 7 rồi. Cái giống mẫu có ai không hiểu gì về bài bài không ạ? Vậy thì Anh ơi cho em hỏi tí là cái thuộc tính position ấy là nó position deep và đấy là nó chỉ chiếm cái khoảng không gian của nó dùng thôi hả anh? thế nào ạ? Để em mở code lên lại nha. Dạ sao ạ? Ví dụ như cái ở cái khung màu ấy à? Dạ không màu. Con đợi em chút. Em chút để mở lại cho. Dạ sao ạ? Anh có nghĩa là ví dụ như đầu tiên anh tạo một cái khuôn ô màu màu đen ấy thì thuộc tính của nó là position là deep play bằng inline block đấy ạ. Cái này không phải là position đâu ạ. Position là mình cố định vị trí của nó, có nghĩa là cái thuộc tính của cái boss thế ạ. Là mình sẽ gồm À ba thuộc tính, là cái thuộc tính block này thì nó sẽ là chiếm hết luôn. Đó, chiếm block là nó không có cạnh nhau nữa này. Nó chiếm hết cái chiều ngang nó không cần nhưng mà nó vẫn đẩy xuống hết luôn. Còn mình muốn nó gần nhau thì là inline block. Là nó sẽ chỉ có chiếm đủ cái không gian nó cần thôi. Nó sẽ chiếm đủ 40 pixel ở đây, không 40 pixel đấy 40 40 thôi. Còn cái à mà position là cố định vị trí á, chính là mình chọn cái cha làm gốc tọa độ để khi mình thay đổi gì thì nó sẽ có thay đổi ạ. vâng, ví dụ như cái bài ở cái hình cuối này, ví dụ em lấy cái thằng đầu tiên làm gốc tọa độ ấy, còn mấy cái thằng sau ấy thì em cố định lại cho em cho nó thuộc tính em cách dần ra thì có được không ạ? Cái này á, Vâng ạ. là hình như nó sẽ đè lên nhau ấy ạ. Để em ví dụ nhé, em thấy ví dụ đây là cái position này. Position absolute. Nó sẽ kiểu bị đè lên nhau hết, nó bị chồng lên nhau hết luôn ạ. À, vâng. Tại nó cố định một cái điểm mà là khi mình dùng như vậy là nó sẽ ở chồng lên nhau hết luôn. Nhưng khi em ở đây đi, em ở đây em cũng đặt cái position này đi. Absolute. Top của em là không đi. Đó, khi mình đặt cho thằng màu đen này này, đặt riêng cho nó thì nó lại đi lên trên, là nãy là hiểu là bọn nó cùng một chỗ hết đấy ạ. À, vâng. Dạ vâng. Rồi em cảm ơn ạ.